Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái phiên bản mới nhất của cái sản phẩm đèn gù Sofin SV40. Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời với cái mức giá của nó tầm khoảng 400 ngàn các bạn. Đó, đây là cái sản phẩm của chúng ta. Bên trong hộp thì gồm có một đèn này. Bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem có những gì nhá. Cách hướng dẫn sử dụng. Dây đeo đầu. Ống ngắn để sử dụng với pin 18350. Hai cái răng chống nước, cắp sạc, đó, clip cài, hết rồi các bạn ạ. Phụ kiện rất là nhiều luôn, mức giá rất là tốt. Đó, đây là cái sản phẩm của chúng ta các bạn. Đèn rất là nhẹ, nó khoảng hơn 60g, 63g gì đó. Đèn thì sử dụng nét XPL, cái độ sáng đạt là 1200 lumen, và sử dụng cái chóa sần các bạn cho cái beam nó rộng hơn. Trên đầu đèn là cái nút bấm này các bạn. Đó. Nút bấm phản hồi khá là tốt các bạn. Đây là cái cổng sạc micro USB. Cái điểm duy nhất mình không thích ở cái sản phẩm Sofin SV40 chính là cái cổng sạc các bạn. Đó, cái lắp sạc này các bạn nhìn không? Làm nó lồi lên một tí trông nó không được đẹp cho lắm. Và cái lắp sạc này thì nó cũng chống nước tương đối thôi các bạn. Cái chuẩn chống nước của Sofin SP40 nó là cái chuẩn IPX7, đó, nó sẽ tạm chấp nhận được. Và cái cổng sạc trên này vẫn là cổng sạc micro USB cho cái dòng sạc tối đa là 1A. Lát nữa mình sẽ cắm để mình test thử xem là cái dòng sạc khi mình test nó được bao nhiêu các bạn. Đó, hãng thì công bố là 1A rồi. Đó, cái lắp sạc cũng khá là dày. Cái điều này nó thiết kế nó không được đẹp mắt cho lắm thôi. Nhưng mà nếu mà để mà dùng với cái mức giá khoảng 400.000 thì có lẽ là không có cái sản phẩm nào nó vượt qua được SP40 ở cái thời điểm hiện tại. Giá cao hơn một chút thì các bạn ấy có cái sản phẩm là Astrolux HL01 thì mình đã review ở một cái bài trước, và cả cái sản phẩm cái đèn gù Amitec nữa, đó mình cũng so sánh rồi. Đây, bây giờ là các bạn sẽ nhìn ở bên trong nhé. Các bạn thông cảm là do đèn nó về muộn nên là trời nó cũng hơi tối, nên là clip nó sẽ hơi bị hạt một chút. Đó, nhôm khá là mỏng nên nó sẽ rất là nhẹ các bạn. Và tất cả đây là các bức gen của SP40. Nói chung là cơ bản thì đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời với cái mức giá rất là rẻ các bạn. Đó, cũng khá là đẹp các bạn. Không thể chê được ở cái mức giá này đâu. Không có sản phẩm nào có thể hoàn thiện được một cái sản phẩm nó tốt với cái mức giá như thế này. Đó, đây là cái nắp đuôi. Đây là cái lò xo ở phần đầu đèn. Bên trong này thì có cái phiên bản mới này, nó có nam châm các bạn. Đó, nắp đuôi đã được bổ sung nam châm, các bạn thấy không? Đó, hút cũng khá là khỏe luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ lắp thử với cái ống ngắn. Đây là cái ống ngắn các bạn. Ống ngắn sử dụng với pin 18350. Ống ngắn này thì cảm giác là lắp đầu nào nó cũng sẽ được nha các bạn. Đó. Đây là khi lắp ống ngắn này, mình có một viên pin 16340 ở đây. 16340 mình lắp thử nha các bạn. Đó, lắp pin 16 thì nó hơi rộng một chút nhưng không vấn đề gì cả. Vừa là được đúng không các bạn? Đó, đây là cái beam của sản phẩm SP40. Các bạn thấy không? Beam cũng khá là rộng nhá. Đấy. Các bạn sẽ giữ để tăng giảm cái độ sáng đó, có 4 mức sáng các bạn. Kích đúp để turbo. Bấm một lần để tắt. Đấy, chữ Sofin SP40 cũng được khắc khá là đẹp các bạn. Khắc laser, ok. Khi lắp với ống ngắn đó thì SP40 kích thước khá là nhỏ gọn các bạn. Các bạn so sánh không? Đó, các bạn đang nhìn với lại cái ống pin 18650. Bây giờ mình sẽ lắp thử pin 18650 cho các bạn hình dung với kích thước đó nha. Đây là khi chúng ta lắp với một pin 18650 đó. Hình ảnh khi lắp pin các bạn.
Đó, sẽ dài hơn một chút. Đây các bạn hình dung mình trong lòng bàn tay này, mình sẽ so sánh với cái sản phẩm đèn gù của Amitech đó, Amitech Vinza Pro. Thấy không? Đấy, hai cái sản phẩm có kích thước khá là tương đồng luôn các bạn. Còn sắp tới thì Lumitop cũng ra một cái sản phẩm đèn gù. Còn điều là chúng ta cũng vẫn phải chờ xem khi nào trên tay mới biết được nó sẽ ngon như thế nào. Còn đây là cái dây đeo của SP40 các bạn. Đó, sau phin. Cái dây đeo này cũng khá là ổn đấy các bạn. Đó, cái độ đàn hồi cũng được. Đó, so với dây của con voi này, con voi HL1 đó, các bạn thấy không? Nói chung là cũng tương đồng với nhau. Và dây của Sofin thì có vẻ như là nó nhỏ hơn một chút nào. Kích thước cũng xem nhau các bạn. Nói chung là mấy cái dây đội đầu này thì mình chỉ thích cái dây của Amitech thôi. Đó, cái dây của Amitech thì chất lượng nó tốt hơn rất là nhiều các bạn. Các bạn thấy không? Đó, giãn này mà. Cái dây này một thời gian mình nghĩ là sẽ không tốt lắm. Và cái kiểu đeo nó vẫn giống như của HL01 các bạn. Đó, hệt nhau thôi, không có gì cả. Các bạn khi lắp đèn cũng mất khá là nhiều thời gian với cái dây này. Rồi bây giờ là mình sẽ đi sạc thử xem là cái sản phẩm SP40 này nó sẽ có cái tốc độ sạc như thế nào nhé các bạn. Đó, với một viên pin còn khoảng 40% dung lượng thì cái dòng sạc của SP40 là 0,67A. Mình nghĩ là nếu như mà các bạn muốn sử sạc nhanh hơn thì chúng ta sẽ phải sử dụng bộ sạc ngoài, vì cái tốc độ 0,67A nó cũng khá là chậm các bạn. Nó chỉ tiện khi các bạn đi đâu đó thì bạn có thể sạc pin thôi, chứ để một sạc đầy một viên pin có dung lượng ví dụ là 2.500 mAh thì cũng mất là khá nhiều cái thời gian đó các bạn. Đó, khi sạc thì SP40 nó sẽ báo đèn đỏ, khi sạc đầy thì nó sẽ chuyển qua màu xanh nha các bạn. Đây là một vài cái thông số kỹ thuật của sản phẩm Sofin SP40 các bạn. Đó, bốn mức sáng là 5 lumen này, 90 lumen, 400 lumen và 1.200 lumen. Ở cái mức turbo 1.200 lumen thì chiếu xa tối đa của SP40 là 136 mét. Có một điểm mình chưa thích ở cái SP40 đó là cái UI, cái giao diện sử dụng của SP40 khi các bạn turbo này. Đó, bây giờ giả sử các bạn muốn tắt đi, các bạn bấm một lần thì nó sẽ vẫn chuyển lại cái mức sáng thấp hơn. Đó, nó vẫn ở trong cái vòng tròn chuyển đổi mức sáng, các bạn bấm một lần nữa nó mới tắt. Đó, các bạn sẽ không thể tắt nhanh được nếu như các bạn đang dùng đèn, các bạn turbo. Nói chung là với cái mức giá khoảng 400 nghìn thì SP40 là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ không phải chi trả quá nhiều nhưng các bạn vẫn có đầy đủ các cái tính năng cao cấp, đó như là tự động giảm sáng khi nhiệt độ đèn ở cái mức là 55 độ C này, chống nước IPX7, có thể sử dụng với pin 18350. Đó, cái phụ kiện đi theo SP40 là rất là nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì hy vọng qua cái clip này các bạn sẽ lựa chọn được cái chiếc đèn pin nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Ở cuối clip thì sẽ có một cái bài test ánh sáng để cho các bạn có thể tiện so sánh. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip tiếp theo.